Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay em Đặng Tín Audio vui mừng bác test lên điều bác những bộ mic Sennheiser. Thì xin cảm ơn tất cả bác trên mọi miền Tổ quốc đã tin yêu ủng hộ Đặng Tín Audio nhá. Và em xin thông báo hiện tại dòng mic Sennheiser SKM9000 chỉ còn vài bộ thôi, không còn nhiều nhá. Các bác đặt hàng gần hết rồi. Chính vì video bác ủng hộ cho em Đặng Tín Audio một like và đăng ký kênh nha. Các ủng hộ em like và sẽ test lên được bác đây. Và cũng xin giới thiệu lại cho bác nào nhanh tay, số lượng còn lại rất ít với dòng mic hiệu Đức này. Sennheiser thì hàng cao cấp cho anh em làm show sự kiện hoặc gia đình, con này cực kỳ đẳng cấp rồi. Sennheiser thì quá nổi tiếng rồi. Thì cái lô mic em nói luôn là em thanh lý được phòng hát còn nguyên hộp xốp luôn, rất đẹp luôn. Và vừa rồi bác nghe qua cái tiếng mic của nó thì thôi chấm hết rồi, không phải bàn về cái tiếng mic con này, nó rất là hay. Đây đây, đằng sau của dòng Sennheiser đây. Và tí nữa bác xem cái tay mic con này, tay mic con này cực kỳ đặc biệt luôn. Đây sẽ có rắc nguồn, rắc sau ly và hai bên rắc calon. Đấy. Và đằng trước đây có hai nút nhỏ hai bên này, rất tiện lợi các bác nhá. Và bác nhìn Sennheiser nó thiết kế này, nó vẫn là cái rất là chất. Và đây cho bác xem tay mic luôn. Và đây cho bác cùng xem qua tay mic của đây, dòng Sennheiser. Thực sự là khi bác chỉ cầm cái tay mic này thôi, em nói luôn các bác, nó cực kỳ đầm luôn, tay đuôi chuột nhá. Có hai tay anh em bắt vào tủ luôn. Tay màu vàng gold. Còn đừng bắt đầu hỏi Sennheiser có hay không nhá, thương hiệu Sennheiser quá nổi tiếng rồi. Nó quá đẹp luôn, cầm cái tay mic này. Và đây cho bác xem cái độ chất của dòng Sennheiser đây. Em cho bác xem luôn. Thì đối với dòng Sennheiser này nhá, nó là hàng cao cấp. Bác muốn mở pin này, nó sẽ có hai cái tròm hai bên này, bác bóp hai bên này, bác rút ra. Tay rút nhá. Hàng cao cấp nhá, tay rút luôn. Đây này là lấy pin của nó đây. Bác rút vào đây. Đấy, đây tay rút. Mày hiểu chưa? Và đặc biệt dòng này sử dụng côn rời của Sennheiser nhá. Thì anh em lưu ý cho em, đối với dòng mic cao cấp nó sẽ dùng côn rời như này, như dòng Shure hoặc Sennheiser. Thì cái củ rời này có bán rời nhá. Ngay sau anh em hỏng có cả bán rời luôn. Đây, củ mic rời của Sennheiser nhá. Thực sự nó quá đẹp, nó quá là đẹp luôn. Và quan trọng cái tiếng mic, cái sound tiếng nó rất là hay. Đây rút ra này. Được chưa? Quan trọng anh em phải hiểu là cái sound tiếng mic này của nó rất là vời, tuyệt vời luôn. Đây, đây bật nguồn mic ở đây nhá. Thực sự cầm cái tay mic nó rất là đầm và nặng luôn. Bác nghe tiếng mic này. Ngân sầu về, sầu về, đời trả về cho anh. Sầu về, ngân sầu về, đừng nhìn nhau chi mà hết để về đi. Ngân sầu về, tạm chi về lên. Bác nghe qua cái sau tiếng em alo tiếng mic. Quan trọng tiếng nó phải sao tiếng đủ ba giải luôn, không hiện tượng bị vỡ tiếng, cực kỳ bay luôn. Lên 1, 2, 5, 6, còn riêng về dòng Sennheiser nó đẳng cấp rồi. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn, số lượng hiện tại còn mấy bộ thôi, không còn nhiều nhá. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em chốt mic M9000. Một đèn là M9000 này, chốt mic M9000 nhắn tin cho em giá 1.750.000. 1.750.000 với ngày bao ship. Hàng cao cấp nhá, 1.750.000. Các bác nào mua ở đâu được à? Thực sự em lấy giá tốt nhất rồi cho các bác chơi dòng mic Sennheiser này. Chốt mic M9000 cho em 1.750.000 mic ngày bao ship. Côn rời cao cấp nha. Chốt mic M9000 cho em. Bao lấy vui lòng cứ nhắn tin qua số thoại là có nhân viên chốt đơn. Chốt mic M9000. 1.750.000. Đấy, 1.750.000 bộ mic cao cấp này. Và tất cả sản phẩm em sẽ bài 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Rất thoải mái luôn khi mua hàng bên em. Cực kỳ chất luôn. À, cho anh em alo tiếng mic này, bác nghe lại tiếng mic lần nữa này, để nghe sao tiếng mic này. Năm sau về, tám chỉ về, đời chẳng vì cho em. Sân trường xưa mà có u sầu, nên một anh. Cực kỳ ngọt luôn, chốt mic M9000. Đấy, 1.750.000. 1.750.000 vào ship, bao lấy vô lòng nhắn tin ngay cho em. Anh em lấy nhắn tin ngay cho em nhá. Rồi và mọi chi tiết mua hàng hãy liên hệ qua cho em 0916 957 808 và xin chào các bác nhá.